thể gì không? Các bạn còn nhớ chú chim này không? Đây là chú chim đã được Tyun giải cứu khi ở trong một cái quán nhậu. Và bây giờ chú chim ấy đã to lớn. À, Tyun đã hai lần giải cứu chú chim này. Và một lần nữa là chú chim bị mèo cắn rách rưới, mình mẩy. Tyun phải lấy kim mai người chú ấy lại. Và bây giờ chú ấy đã trở thành một con bồ cấu rất là to khỏe. Cái gì? Các bạn nghe nó nói cái gì không? Nó đang chào Tyun đấy, nhưng mà đố các bạn hiểu nó nói cái gì. Đó, các bạn thành tiên cá, các bạn mới hiểu được loài vật muốn nói gì với mình. Không trở thành tiên cá, không làm chủ được hơi thở của mình, không lắng động tâm thức của mình lại, các bạn sẽ không nghe được tâm của kẻ khác nói gì đâu. Chú chim này đang nói là tôi rất nhớ bạn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn một món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn dành cho tiên cá. Buổi sáng mình sẽ ăn bắp mỹ luộc. Tại sao phải ăn bắp mỹ luộc? Bởi vì cơ thể của Tyun hôm nay cần ăn cái thứ này, bắp mỹ. Các bạn nghĩ bắp mỹ có phun thuốc trừ sâu không? Tất nhiên là không rồi. Buổi sáng là một quả bắp luộc, trưa trưa ăn một củ khoai lang luộc. Đây, khoai lang Nhật Bản. Nếu mà các bạn có thể trồng được khoai và bắp là quá tốt rồi. Chúng ta đâu có cần tiền để làm cái gì nữa. Chúng ta đâu có cần làm hại môi trường thiên nhiên. Khoai lang, giá trị dinh dưỡng trong một củ khoai lang các bạn biết nhiều cỡ nào không? Như một quả nhân sâm rẻ tiền. Còn bắp, các bạn ăn thay thế cho cơm. Ăn bắp rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta đâu có cần ăn cơm đâu. Các bạn thấy không? Cơm để cho kiến ăn. Trong cơm nó có rất là nhiều đường. Ăn đường không có tốt. Trong đây có gì? Còn đây là thịt của Tyun. Thịt heo. Thịt heo chiên. Đậu hũ kỳ. Có hai loại thịt luôn nha các bạn. Cái này là đậu hũ chiên, còn cái này là đậu hũ kỳ chiên. Dinh dưỡng trong đậu hũ kỳ nhiều hơn so với dinh dưỡng ở trong đậu hũ bình thường. Rồi, chế biến cái món đậu hũ kỳ này ăn sao cho nó ngon, có hàng trăm cách luôn. Các bạn chế biến cái món thịt heo như thế nào thì các bạn hãy làm món đậu hũ kỳ như vậy. Tyun ăn từ những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe từ thiên nhiên. Tyun hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên, cứu thiên nhiên và động vật được. Chứ mình ăn thịt động vật làm sao có thể yêu thương động vật được đây các bạn. Bởi vậy, chỉ có hấp thụ những năng lượng từ thiên nhiên như thế này thì mình mới có được tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài. Các bạn hiểu chưa? Đây là những thức ăn cần thiết của tiên cá. Rất là thiên nhiên. Không có thuốc trừ sâu, không có hóa chất độc hại. Ăn vô cái này mới giữ được thân kim can bất hoại. Thân thể không có bệnh tật, không có mùi hôi thối. Thì tất cả loài vật sẽ yêu quý mình. Đó là lý do càng ngày càng có nhiều em nhỏ thích Tyun. Càng ngày càng có nhiều loài vật đến với Tyun. Con chim buổi sáng nó cũng gặp Tyun, nó cũng chào Tyun nữa. Thiệt tình là trở thành tiên cá, tại sao có một mình Tyun vậy trời. Còn các bạn thấy cảnh sống xung quanh của Tyun không? Mặc cho mọi thứ thay đổi, Tyun vẫn sống bình thường. Tyun không thay đổi gì cả. Ai ăn? Không rửa chén. Cái này không phải Tyun. Tất cả thế giới này chỉ là giả thôi. Còn bên này thì sao? Wow, sang sửa nhà cửa đẹp quá ta. Còn nhìn nhà Tyun coi. Chà, tiên cá phải sống trong sự khổ hạnh, quen với nó, không còn phân biệt tốt đẹp, thì chúng ta mới có được sức khỏe và trí tuệ. Thành tiên ở cõi dục là như thế đấy. Chú chim bồ câu ấy đi đâu rồi ta? Nó chào Tyun xong nó nói nhớ Tyun quá rồi nó cũng đi rồi đó. Tyun phóng sanh đó mà nó không đi, nó cứ ở vòng vòng đi hoài à. Để nó gặp nó chào Tyun mỗi ngày vậy đó mà. Nhà cửa có đẹp cách mấy cũng chỉ là đống gạch. Còn nhà cửa thật sự chính là thiên nhiên của chúng ta. Vậy mà những người tự cho mình có trí tuệ, có học thức là đánh đổi thiên nhiên bằng những đống gạch đó. Các bạn thấy ai mới thật sự là kẻ ngu ngốc trên thế gian này?
các bạn hay là thú vật